2,000 years later. Cuối cùng thì cũng xong việc. Vừa rồi là trải qua hơn 3 tiếng. Trải qua hơn 3 tiếng tổng kết năm học. Bây giờ tiến hành đi liên hoan. Nóng vãi trưởng. Dạ vâng. Bây giờ sẽ tiến hành đi liên hoan của tòa nhà màu xanh đằng kia đang ở quay giữa màn hình đây. Đó là trung tâm. Đó là vừa nhà hàng vừa khách sạn Ba Đình Trần. Quay không? Tắt cái máy đi. Anh có thích nhìn không? Thích. Mắt anh phải đá ra hai bên chứ. Cái đất Jupiter đúng không? Anh em mình Jupiter à? Anh nào Hoàng thế nào ấy? Em đang thích football. Hoàng ở lớp Jupiter đây. Football. Anh Hoàng lại đẹp trai thật. Anh Hoàng lại đẹp trai thật. Ừ, cái gì vậy? Anh con là xấu rồi. Rồi chúng tôi là chú rể. Chào mừng mọi người đến với đám cưới của Nguyễn Hoàng. Đây nhân vật chính đây. Khoác tay đi vào. Rồi đây khoác tay em. Đi ăn cưới mà mọi người đến sớm hơn cả chú rể của cô dâu này. Vãi. Thật là vãi trưởng, vừa mới bước chân vào hội trường còn chưa kịp vui với mọi người thì nhận được một cuộc điện thoại bảo là em đang ở đâu đấy, em xuống hộ anh một cái để anh làm hoạt náo. Em chị? Ở ngay đây chị ạ. Chưa chị ạ, đang chờ mọi người. Còn chưa kịp đếm xem là có bao nhiêu người tham dự thì nhận ngay một cuộc gọi. Mày đang ở đâu đấy mày? Xuống hộ anh cái để anh còn lên anh làm hoạt náo. Chịu chết. Đây. Trời ơi, còn chưa kịp mà xem có bao nhiêu người thì bất ngờ nhận một cuộc gọi và mày xuống mày hộ anh cái này một tí, anh lên anh cầm mic anh điều hành các cái hoạt động hoạt náo. Thế xong bây giờ thì xuống đến nơi thì mày lên trên đầu đường mày đứng hộ anh, mày lấy hộ anh cái hòm đồ. Trời ơi. Đây rồi, kiện hàng đã về đến nơi. Đấy là dây phao. Dài 25m và trong một cái thùng trông khá cồng kềnh và nhiệm vụ tôi sẽ là cho nó vào cốp xe. Không chắc là nó vừa đâu nhưng mà trước tiên mình sẽ chuyển cái thùng hàng này về ghế sau đã. Ui. Cuối cùng cũng nhét vừa các ông ạ. Tức là cả cái hộp đấy thì nó sẽ không vừa cái cốp, mình phải bỏ cái hộp ra. Mình phải bỏ cái dây phao. Và mình loang cho nó vào trọn vẹn trong cái cốp xe. Sợ thật. Sau đó cái phần thừa thì mình cũng phải thu dọn. Rất là mệt mỏi. May làm sao mà cái đống dây phao đấy nó lại vừa với lại cái cốp xe. Nó mà không vừa thì không biết xử lý làm sao. Quá kinh khủng. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại địa điểm liên hoan và chúng ta sẽ dự tiệc. Hơi đen một chút. Nào, lại bắt đầu lại từ cái view này. Chúng ta sẽ lại tiến vào bên trong. Rồi, như vậy là xem nào. Nhìn nó khá nhộn nhịp, chương trình có vẻ đã bắt đầu rồi. Tất cả các thành viên chúng ta được hưởng, chúng ta lên hẳn đến sân khấu bên trên này ạ. Đồng chí 50, đồng chí 200, đồng chí 200 đồng chí này ạ.
trên ạ. Vâng, sân khấu bên trên. Và bên dưới các đồng chí có thể cho chúng tôi một tràng pháo tay không ạ? À, xin mời phía bên trên là chúng ta hãy cùng lên ạ, lên hẳn phía trên sân khấu ạ. À, 23 cống hiến và 23 thành công ạ. Nhưng trước khẩu hiệu này ạ, nhưng trước khẩu hiệu này thì tôi xin phép là chúng ta sẽ cùng một ca khúc rất quen thuộc, các đồng chí hát to lên nhá. Các đồng chí ơi, ơi. Tôi chưa nghe thấy rõ các đồng chí ơi. Chúng ta sẽ bắt đầu. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Chốt là bài này không để đi diễn nhá. Okay. 2000 years later. Cuối cùng cũng xong, về đi ngủ.